chú. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hàng Bùi Family Cuộc Sống Đan Mạch nha. Bây giờ ba mẹ con mình sẽ đi ra khu vui chơi giải trí ở gần nhà mình nha. We go to live place. Thế con chào các ông bà cô chú các bạn chưa? Chào ông bà, chào cô chú, chào các bạn. Giờ con đi đâu? Con đi ở khu vui chơi. À, con đi ở khu vui chơi à? Đấy. Đấy, hai chị em hôm nay thời tiết rất là đẹp luôn, 22 23 độ, rất là nắng. David thế không chào à? Chào. Chào chào. David đã ở thế đi nhá. Giờ ba mẹ con mình đi nhá. Đi. Elisa đang phải xách túi đồ nặng. David đi cẩn thận không ngã nhá. Vâng vâng. Ừ đúng rồi, vâng. Đi từ từ thôi. Hai chị em thích. Wow, đây đi xuống dưới cầu thang này con. David ơi, đi xuống. Hả? Con ăn hết đi. Chán không ăn nữa rồi. Thấy đồ chơi thế là thích rồi. Cẩn thận ngã David ơi. Bỏ giày ra David. Bỏ giày ra. Hai chị em bỏ giày ra lên nhảy. Ôi trời ơi, ngồi bệt. Hai chị em bỏ giày ra xong lên đấy nhảy nhá. David kìa. Đi lên đi. Chạy em nhảy. Đúng rồi. Hả? Thích chưa? Anh kèo ở dưới đây. Thích không? David sướng. Cẩn thận ngã nhá. David chả. Thích không con? Thích. David ơi, con đi đâu ấy? Con ngồi ở đây. Đi ở đây trèo cầu trượt đây. À này này, đi ở đấy hả? Mẹ xoay nhá, ngồi mẹ xoay cho. Cho chân lên. Cho chân lên, mẹ xoay cho nào. Ngồi lên. Này này. Này con đi đâu? Con ngồi lên kia. Ngồi con ngựa kìa. Nhá. Nhanh lên. David cứ lặng. Này 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 này. David kìa. Đội mũ của chị. Mũ của chị chật rồi. Thế là thải lại cho em đấy. À ngồi đấy nhá. Đúng rồi, trèo lên, tự trèo lên. Đấy, giỏi chưa? Ui, cô chú này. Đấy, David tự trèo lên luôn. Ngồi mẹ đung đưa cho nào. Ngồi mẹ đung đưa nhá. Bám chặt vào nhá. Ok. Thích chưa? Yeah. Thích chưa? Nè, Elisa. Giữ lại, giữ em lại không trèo lên. Cho chị ngồi với. Cho chị ngồi với. Nào, chị ngồi lên, ngồi hẳn hoi vào hai chị em. Xong hai tay bám chặt vào, được chưa? Được chưa? Đung đưa này. David, sướng không? Thích không? Ngủ ở đây à? Đấy thì ngủ đi, mẹ đung đưa cho mà ngủ. David tự trèo xuống, cho tự trèo xuống. Cho em lên đã, để cho em ngồi lên đã xong con hẵng ngồi. Con giúp em ngồi vào đi. David không thích ngồi à? Thế thôi con tự ngồi đi. David ngồi cầu trượt này. Nhá. David lên cầu trượt đi, trèo lên cầu trượt đi. Mẹ ơi. Ngồi lên mẹ đung đưa xong mẹ ra với em nè. Vâng. Ôi giời ơi. Bé hả? Thích ngồi đấy hả?
Đấy, ngồi ấy, cẩn bám chắc vào David. Đừng bỏ ra không là ngã đây nha. Hai chị em bám chắc vào. David sướng. Thích chưa? Vâng. Ờ. Wow, quang cảnh rất là đẹp luôn, trời rất là nắng. Quanh đây bãi cỏ xanh dần luôn. Thế xuống đi, giờ đi ra cầu trượt đi. Vâng. Xuống nha. Đẩy cái đấy lên để cho em chui xuống. Yeah, David chui. David ơi, đây trèo lên đây. Ờ, trèo lên, đỡ em. Đứng rồi đỡ đỡ, thế được rồi. Cả em để em tự trèo nhưng con đỡ thế. À, David giỏi lắm. Trèo lên con. Yeah. Ngồi lên. Từ đã. Nào, trượt đi. Yeah. Thích chưa? Nào, trèo lên lần nữa. Đứng đỡ em nhá. Ừ. Đỡ đi em. Rồi. Đợi một tí cho chị Elisa ngồi trượt cùng nhá. Đợi tí. Thôi được rồi, con tự trượt đi. Cắp. Tự trượt. Nhìn này cô chú này. Ôi giời ơi. Kiếp mới ngày nào bé tí ra đây ngồi, bây giờ đã lớn rồi. Đây là con gì? Đây là con vịt. Con vịt á? Con ngựa. Con ngựa. Ừ. Thôi đi lên nhảy với em đi. Ok. Em đã ra đây nhảy rồi đây này. Thích thật đấy. Ôi ôi ôi, cẩn thận ngã kìa. Ông bà ơi, cô chú ơi, các bạn ơi, con thích lắm. À, con thích lắm hả? Con ra mẹ đội. Ôi, David kìa, đội ngược lại cho David. Đứng yên để mẹ đội mũ cho em ạ. À, David đội đội ngược mũ. Khôn thế. Ok chưa? David. Ôi giời. Con mẹ ơi, đi này. David. Ba mẹ con mình đang ngồi xé bánh mì nhỏ ra để cho chim ăn các bạn ạ. Chim kìa. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Chim thấy chưa? Để tí chim nó ra nó ăn nhá. Xé nhỏ ra con ạ. To thế thì chim ăn làm ra được. Nhanh lên, xong rồi mẹ con mình đi ra chỗ khác để chim nó đến nó ăn nhá. Chim nó đang lượn lờ kìa. Đấy đấy đấy, đằng sau con nó ra nó ăn đấy. Thấy chưa? À, David đưa chim này. Am David, am. Nó sợ nó chạy đi. David ơi. Đi vào đây. Hai chị em uống đi. Con bóp cho em. Ờ, con bóp đi. Con dùng cái này đi. Đây, con bóp cho em cái này trước đi. Xong rồi cái đấy là của con. Con cắm vào cho em. Con chim nó đang mon men kìa. Nó nhìn thấy người nên nó sợ, nó không dám đến ấy. Các bạn biết không, nhà mình ấy khi nào mà có bánh mì ấy thì mình cứ mang mình vất ra đây, sau đó thì cứ đi về thì là chim nó đến nó ăn hết sạch luôn các bạn ạ. Có mình ở đây thì nó hãi, nó không dám đến gần, nhưng mà mình chỉ cần đi xa hay là đi khỏi đây một cái là nó bay đến thành đàn luôn, nó ăn.
chơi chán rồi, bắt đầu bây giờ cầm cho hai chị em mỗi đứa một cái túi nước hoa quả đây để uống ấy. Ngon chưa? Mẹ ơi, con rồi uống quá. Bà trước chị. Nói thì không nói được, chậm nói quá cơ. Không mời cô chú uống à? Không mời ông bà, cô chú, các bạn uống cùng à? Mời ông bà, mời cô chú, mời các bà. Ừ. Chim nó đang đến ấy. Đừng làm nó sợ, kệ nó. I love you. Yêu cái. Yêu cái. Đến rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.